Rồi, mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách cài đặt game PS4 dạng PKG nha cho máy hack. Thì đây là cái dụng cụ để mình làm, thì nó là một cái dạng là đầu độc thẻ thôi, với một cái thẻ nhớ 512 GB của mình. Đây. Đấy, các bạn thấy. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách. Rồi, máy ở trên kia là mình đã hack sẵn rồi nha. Thì coi như là mình bỏ qua cái bước hack đi. Giờ mình chỉ cắm cái này vào thôi. Rồi. Mình cắm cái USB vô, các bạn thấy nó nháy đèn chưa? Đó, nó nháy đèn ở dưới rồi nè. Đó, nó nháy đèn nè. Đó, nó đang nhận thiết bị nha. Rồi. Rồi sau đây mình sẽ vô cái phần cài game cho các bạn coi. Đầu tiên là mình vô. Rồi các bạn vô phần cài đặt. Rồi mình xuống tuốt cái mục dưới cùng nha. Mình chạy debug setting nè. Mình chọn game nè. Mình chọn là pack A install nè. Rồi. Nó sẽ có ba cái game này. Esports, UFC 3. Rồi mình sẽ chọn đại một cái game này cho các bạn xem. Mình bấm vào Esports UFC 2. Cài đặt. Rồi lúc này máy nó sẽ chạy. Cái này là mình hack rồi nha. Cái này mình hack xong rồi, bây giờ mình chỉ có cài game thôi. Thường cái game PS4 rất là nặng, nó dung lượng khoảng là ít nhất là 1 GB, mình thấy như vậy. Còn mấy game nhỏ nhỏ mini thì chắc 200 300 MB cũng có. À, thì nếu như mà trên 4 GB á, thì cái thẻ nhớ của mình phải định dạng là NTFS hoặc là FAT. Thì thường mình định dạng là EXFAT, chứ không phải FAT 32 nha. FAT 32 là dưới 4 GB rồi. Mình định dạng thẻ nhớ là EXFAT. Đó. Xong sau đó mình copy game vào trong thẻ nhớ. Thì cách làm format EXFAT như thế nào các bạn lên Google, cái đó quá dễ rồi. Còn tải game thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. Các bạn tải cái game về dạng đuôi là PKG đó, như các bạn nhìn trên hình vẽ nè, trên màn hình nè. Đó thì các bạn copy vô thẻ nhớ, sau đó các bạn cắm vào PS4. Cắm vào PS4 sau đó chúng ta vào phần dưới cùng để boot setting, xong các bạn chọn phần game, xong rồi chọn phần pack A install. Rồi cho nó chạy. Rồi cái khúc này mình tua nhanh nha. Các bạn chờ chút xíu. Rồi. Nó chạy từ nãy đến giờ là cũng được khoảng 10 phút rồi đó. Cái này hơi mất thời gian tí nha các bạn. Hack thì nhanh nhưng mà cài game rất là lâu. Cái này mình tua nhanh này đỡ mất các bạn ngồi chờ cùng với mình. Rồi còn chút xíu nữa là xong rồi. Cái game này của mình tải như là 18 GB nha mấy bạn. Cài trong 10 phút. Rồi, giờ các bạn có thể vô game. Đó, như vậy là thành công rồi nha mấy bạn. Cài đặt xong rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.